Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm tổng kết đánh giá công tác mặt trận nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 179 đại biểu chính thức được hiệp thương từ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 xã thị trấn tham dự. Tại đại hội, các đại biểu đánh giá trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện rõ tính liên minh chính trị rộng lớn, tính liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng được củng cố kiện toàn, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, công tác giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động đối ngoại nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm của huyện Trà Ôn. Từ những kết quả quan trọng đó, tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ mới. Trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, từng bước đưa công tác mặt trận đi vào chiều sâu, ngang tầm với nhiệm vụ, cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng bộ huyện đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đại hội, tôi đề nghị mỗi vị đại biểu cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ vào các nội dung của đại hội, góp phần tích cực vào sự thành công của đại hội. Trong sáng nay, đại biểu cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024, nghe nhiều tham luận thảo luận về công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các hoạt động an sinh xã hội. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết đại hội ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.